Chào mừng các bạn đến với kênh Phương Channel. Các bạn ơi, hôm nay là lần thứ ba Phương đến thăm ngôi chùa này. Ngôi chùa này rất lớn, rất đẹp các bạn. Thì 2014, 2017 Phương đều có đây, và hôm nay là Phương trở lại đây là 2019. Thì đang trong lúc Phương quay phim, Phương thấy có một vị nhà sư đã thọ giới xuất gia rồi. Sư cũng tu hành ở đây, nhưng mà kiểu như những người tu hành tinh tấn thì sẽ có trí huệ và được huệ nhãn mở. Thì Phương thấy sư có nhã ý mời Phương muốn chia sẻ cho Phương, tại vì sư nhìn thấy Phương có điều gì đó cần phải truyền đạt cái thông điệp để chỉ dạy Phương thêm. Thì Phương cũng phải nói là vô cùng hoan hỷ khi được một vị sư có ý chỉ dạy cho mình để mà mình tốt hơn trên con đường cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là lần đầu tiên Phương và sư gặp nhau nha các bạn. Vì vậy giờ Phương sẽ mời sư ra ngoài căng tin. Giờ Phương và sư đã ra ngoài chỗ căng tin để Phương xin phép nhà sư cho Phương ghi hình lại, để mà nhiều lúc Phương còn xem lại, tại vì Phương sợ Phương quên đi các bạn. Sư giảng đi rồi Phương quên nên Phương xin phép ghi hình sư, để mà coi như một trang nhật ký, thỉnh thoảng Phương xem lại. Bây giờ Phương mời các bạn cùng lắng nghe nhà sư chỉ dạy Phương các bạn. Mô Phật, hôm nay con được may mắn tình cờ gặp anh Phương, cũng là người cùng môn đạo. Đồng thời ông Phương là cái người có những cái tâm tốt muốn phục vụ cho đạo Pháp. Chúng tôi cũng xin mạn phép để rồi đưa những cái ý và những cái gì tôi thấy tôi sẽ truyền lại. Trong thời gian qua tôi đã tu tập nằm trong giới Pháp của chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là trước hết thì tôi sẽ xin nói từ đầu về bản chất của một con người và cái sắc tướng của một con người. Từ đầu là Phật xuất gia là cái tên, và ở trong nhà Phật gọi là Pháp danh, ở ngoài gọi là tục danh. Mà cái danh này cũng là nó liên quan vào một cái căn, cái nghiệp. Và tôi được gặp đây là anh Phương. Anh Phương, về bản chất của anh Phương thì tôi cũng khuyên anh Phương rằng, thứ nhất là cái tên mình nó gắn liền với cái tuổi của mình, thì nó nằm trong những cái trường hợp nó xảy ra, cái dòng đời như vậy thì nó in sẵn như vậy. Ví dụ như bây giờ mình dùng cái máy này thì tự nhiên mình phải theo sử dụng theo cái máy này, không thể là từ cái máy này mà chuyển qua theo cái hệ thống thu hình như các cái máy khác được. Thì về bản chất của anh Phương, tên là tên Phương, thì anh, cái tâm tính của anh cũng như cái tầm nhìn của anh và cái tư duy của anh hành cũng như vậy. Phương đây là nó nhiều hướng, anh ưa rất là nhiều trường hợp lắm. Anh đi cũng ưa thích là dùng cái gì đó mà mình muốn biết, mà mình cũng muốn thay đổi từng ngày, và mình cũng muốn là vấp ngã những cái điều gì mà trong xã hội mình cần biết. Thì thật sự ra mà nói, nếu mình muốn như vậy thì dĩ nhiên là vấp ngã rất là nhiều, và mình cũng phải chịu thiệt rất là nhiều. Và tôi chỉ khuyên rằng á, tất cả con người, không phải ai, khuyên anh Phương là, thứ nhất là mình không nôn mà mình cũng không lo cho nhiều, và thứ hai là mình tự tâm tự tánh của mình, mình ưa cái gì thì mình cứ làm theo cái bản năng, là cẩn thận và từ từ và không nôn, và mình cũng không nói gì nhiều, và mình sẵn sàng hy sinh cho mọi người khác. Như vậy là chính mình đã tu rồi đó. Ví dụ như mình nói những cái điều gì đó cho một người khác mà mình nói nhỏ nhẹ, hay mình cho những gì người khác là giống như mình đang cho họ mượn vậy đó. Đến một lúc nào đó mình gặp họ lại thì chỉ họ phải trả gấp đôi cho mình. Còn mình cho họ những lời nói nặng nề là hất hủi, thì khi mình vấp ngã cái điều gì đó thì có cái người khác họ cũng trả lại cho mình nặng nề và hất hủi như vậy. Cho nên từ chỗ đó tôi muốn nói, tất cả ai cũng phải tự lo cho mình. Nếu mình lo được cho mình thì tự nhiên mình sẽ yên tâm. Thứ hai nữa là mình sống tốt với người khác, như vậy chị mình lo và mình đã thương người thân mình rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình sống tốt thì dĩ nhiên gặp với người nào họ cũng tốt với mình hết. Cho nên tôi sẽ trao đổi với anh Phương một điều mà mình không phải là mình bỏ cái này mà mình lấy cái khác,
hoặc là mình lấy gạo của người này đem cúng nhà chùa của chùa kia, thì hai cái này cũng bằng nhau thôi. Bởi vì bố thí không phải của tiền mà bố thí là cái tâm của mình. Nếu mình có của mình thì mình bố thí, còn mình lấy của người khác mà mình đem từ bỏ người này là hai cái cùng giống nhau. Mình làm những việc oán ức mà quá mình làm việc phước đức thì hai cái cộng trừ thì cũng ngang nhau thôi. Cho nên những cái gì nếu mình gây ra là lỗi tại thôi mọi đàng. Mình gây ra là mình phải có cái trách nhiệm. Lúc nào thừa nguyện bằng lòng thì lúc đó mình mới đi, cũng giống như thử cái của vật gì đó mà mình thấy không có chủ thì mình không được lấy. Và những cái gì mà họ cho thì mình mới lấy, còn mà không có chủ thì mình cũng không lấy. Đó là cái điều cái tâm mình đã tu rồi đó. Mình tu nhất là tu thì là ở ngoài đời mà yên ổn, và nhì là tu gia là gia đình hòa thuận, mình ba mình đến chùa khi đó mình giác ngộ được. Còn bây giờ oán ức mà mình ra đi, đó là mình trốn tránh và mình muốn tìm những cái điều gì đến với mình mà không bao giờ có. Mà cái vui cũng không bao giờ tự nhiên nó tới, mà cái buồn cũng không bao giờ tự nhiên nó đi. Thì cuộc sống này thường nói tóm lại là mình sống những cái niềm vui hàng ngày, sống vui mỗi ngày thôi. Làm thế nào đó nghịch cảnh với mình là mình vẫn vui. Mình có một nụ cười đơn giản là không phải mua cũng chẳng cần xin. Thật ấm áp một bàn tay bạn, rất thân thương một ánh mắt nhìn. Mình đi đâu người ta cũng cảm mến, đi đâu mình cũng có cái người nhắc nhở tên mình. Thì như vậy đó là điều mình đang tu với mình. Đó. Mình tu để tìm cái giải thoát, tìm cái chân lý. Mà muốn tu thì ngay bây giờ mình phải chuyển đổi tâm tánh của mình từ cái nóng qua cái hiền, từ cái buồn qua cái vui, từ nghịch cảnh đến thuận cảnh. Nó như vậy á, mình sống nơi nào mình cũng tìm cách để tìm những cái gì yên vui. Yên vui là an lạc, an là yên, lạc là vui. Đó là những điều mà chúng ta ai cũng ưa vui. Mà nếu muốn vui thì đòi hỏi mình phải biết tôn trọng và mình phải biết là giữ cái thân mình, không giận không hờn không oán trách, sống với nụ cười với thử thách trong gai, sống với vươn lên theo kịp ánh ban mai. Có nghĩa là ngày mỗi ngày mỗi đổi khác, mỗi ngày mỗi thay đổi. Bởi vì bản chất của mình là nó có sẵn theo cái thói quen của địa phương, của gần gũi, cho nên từ đó, từ lời nói đến việc làm với cử chỉ đều là thói quen của cái vùng, của cái bản xứ đó. Bây giờ mình đến tu là mình đổi hết tất cả những cái gì đó ta có thể bỏ và ta có thể thâu vào. Mình cứ đi đến chân lý nhà Phật là luôn luôn mình cứ tự xét bản thân mình biết nói họ thì mình phải coi lại mình. Đó, những cái gì mình không ưa thì đừng bao giờ làm cho người khác. Đó là sợ gì bất dục mà vật thì ưa nhân. Điều gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Ví dụ như bây giờ mình không muốn ai nặng lời với mình, mà mình muốn ai làm phiền cho mình hết, thì ngay bây giờ mình cũng khuyên lòng mình đừng bao giờ làm phiền cho người khác. Và cũng đừng bao giờ nặng lời với ai hết. Từ mình thắp đuốc lên mà đi. Thế nhân tùy theo căn, tùy theo nghiệp mà từ từ để rồi mình sửa. Không phải cùng một lúc mà mình làm được. Nếu cái bệnh của mình nó xảy ra thì cũng phải theo thời gian là mình phát bệnh. Mà cái nghiệp mình nó tiêu tan cũng phải theo thời gian là nghiệp mình trả hết. Chứ không phải mới vô chùa là hết nghiệp cũng không có đâu. Mà không phải ở ngoài mà mang nghiệp, nghiệp không là do mình. Cái nghiệp đó là từ thân, khẩu, ý, miệng sinh ra. Đó. Cái nghề nào cũng có cái nghiệp của anh Phương, và tấm lòng của anh Phương rất là vĩ đại. Dù con người rất bình thường, nếu ai không gặp thì họ phải nghĩ như mọi người khác thôi. Nhưng khi ai đã gặp cái tâm tiện của anh Phương thì thật là con người vĩ đại. Bởi vì tấm lòng rất là tôn trọng cái đạo đức và nhân phẩm, và muốn làm cho mọi người được chuyển hóa theo cái chân lý nhà Phật dạy. Thì đến đây thời gian thì cũng hết. Thì tôi một lần nữa xin ngưỡng nguyện cầu trên Tam Bảo luôn luôn quan tâm phù hộ cho anh Phương hiện đang còn hành giả đi khắp mọi nẻo đường. Mọi sự đều điện về anh niềm vui hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin cảm ơn sư đã có những cái lời đóng góp chân thành phiên dạy con. Thì hôm nay cũng đủ duyên, con đến đây cũng là đủ duyên để mới gặp được sư, nhờ sư chỉ dẫn. Hồi nãy như lúc đầu sư có khuyên con là sư thấy như khuyên con là tánh con nên hình như là tánh kêu là hơi nôn 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 nóng nôn nóng. Yeah. Mà làm cái gì thì ưa làm vội. Yeah.
mà ai mà không làm vội ra mình khó chịu, thì mình là vậy. Bởi vì cái biết của mình chứ không phải biết của người khác, mà khi người khác không kịp như mình thì tự nhiên mình lại cáo kỉnh, mình không bằng lòng. Cho nên khi mà mình không bằng lòng thì tự nhiên con người mình nó khó chịu rồi, nó xấu đi. Mình phải có sống có một niềm vui đơn giản đó, là luôn luôn mình phải vui, mình phải cười. Mô Phật. Dạ, có nghĩa là sư khuyên con là làm việc gì cũng nên chậm chậm rãi lại, từ từ. Không phải chậm nhưng mà không phải chậm nhưng mà là tôi muốn nói về anh Phương rằng đó, luôn luôn nếu cái bản chất cái tính của mình nó có sẵn như vậy, mình không muốn đổi được, nhưng mà luôn luôn mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con được tỉnh táo, không ngạo mạn tự hào. Dù kinh tế dồi dào, con ước áo bình thản, là lúc nào mình cũng phải xét cái bản thân của mình mà không có vội vã, mà mình cứ bình tĩnh đi giữa đường cũng vậy. Nếu anh bình tĩnh không bao giờ tông chó tông mèo gì hết. Nhưng mà anh vội vã quá, anh gấp quá, anh cứ làm theo ý anh thì như vậy á, những cái gì xảy ra của mình á, mình không đoán được. Cho nên khi việc làm của anh, tôi không khuyên anh là làm chậm. Nhưng mà khuyên anh phải bình tĩnh thôi. Ví dụ muốn làm cái gì đó thì mình phải coi là cứ theo cái thời gian mà sống thôi, đừng có vội vã, cũng đừng sợ hôm nay mà đừng nghĩ ngày mai gì hết. Mọi cái gì tới thì anh đã tới rồi. Nhưng mà tôi khuyên anh Phương rằng anh luôn luôn anh phải tạo cho anh một nguồn vui, cho tôi thấy anh buồn nhiều hơn vui. Anh ít khi mà gặp cái cảnh mà anh hài lòng lắm. Toàn là những cái điều gì anh không vừa ý không à. Thứ hai nữa, anh cứ chịu hy sinh nhiều quá, chịu thiệt thòi nhiều quá. Đôi khi cái tính của anh mà anh bực lên là anh không nói mà anh chịu thiệt không à. Rồi anh buồn một mình mà cũng chẳng ai biết anh buồn cái gì nữa. Anh cứ khi anh đã buồn rồi là anh bao giờ anh nói, mà khi anh nói là lúc anh vui đó, người nào thân làm anh mới nói à. Còn nó anh mà đã buồn rồi thì anh không nói. Cho nên anh sống riêng một thế giới của anh, đôi khi rất là trầm tĩnh. Nhưng mà có một cái bộ óc của anh nó là phải nói, anh nhìn những cái gì sơ qua là anh biết liền. Anh có cái nhạy cảm đó. Bất cứ cái gì anh thấy là anh cứ tìm tòi, anh nhìn ngó. Rồi anh ưa là anh muốn làm cho bằng được. Nhưng mà có một đặc điểm là anh có một cái gen rất là tốt. Bởi vì anh chọn được cái xấu và anh chọn được cái tốt. Mà anh sống rất là giản dị, không có phung phí. Anh cũng không mua đen mà anh cũng chẳng ăn chơi gì. Thứ hai nữa là anh có một cái tầm nhìn, anh có thể là chẩn đoán cái người đó như thế nào, trong người anh chẩn đoán được. Ví dụ như anh giống như người ta nói là mình có cái giác quan đó, mình nhìn người là anh biết. Không biết nhiều nhưng anh cũng biết ít. Mà một cái anh chỉ có sợ nhất là người tốt đối với anh thôi. Cho nên ai cho anh bao giờ anh lấy. Anh ít khi anh ngại lắm. Mà ai xin anh thì anh sẵn sàng anh cho, nhưng còn ngoài là anh xin là ít lắm. Anh thì anh chịu thiệt thôi, nhưng còn anh luôn luôn là lo cho người khác nhiều hơn lo cái thân của anh. Đôi khi đó là một cái điều mà anh cần hỏi gì thì tôi sẽ tư vấn cho, nếu trường hợp gì cần thiết tôi bảo đảm với anh ít khi nằm bệnh viện. Nhưng mà anh cái rủi nhiều hơn cái may, cái nghịch nhiều hơn cái thuận. Đôi khi cái chuyện không mà nó đem đến cho mình bực mình mà anh phải nhè nhặt cho anh. Tôi thì anh có tai nạn rồi đó. Mà không nặng nhẹ thì cái đó là tùy anh. Còn tôi thì anh có tai nạn, có chưa? Sư thấy lâu chưa? Lâu rồi. Đi trải qua vậy hả? Đã có chứ, dạ có. À đúng rồi, tôi thì anh có tai nạn rồi đó. Nhưng mà người ta đỡ rồi hết mọi cái thì anh cũng ngờ luôn. Cũng không cực mà cũng không sướng. Người anh cũng cực lắm thì cũng không cực lắm. Nhưng mà anh cũng không sướng. Mà anh cứ đi đâu mà cứ đi lăng xăng, cứ đi hoài vậy, không có nhàn rỗi. Tuổi là tuổi đi mà thưa sư. Thành thử bây giờ anh chọn một cái nghề này với cái việc làm này là cứ đúng theo cái ý của anh đó. Mà anh tôi thấy anh làm nhiều việc lắm. Anh đứng dậy đi, anh cứ đứng dậy đi. Anh đứng dậy. Sao mà tôi thấy anh làm cái việc gì mà anh cứ lăng xăng anh làm hoài vậy? Cái này của ai kia anh không nghĩ hay nữa. Mà cuộc sống của anh sao mà cái giàu anh không ưa là sao?
cái người giàu anh ưa tới. Mà ai mà nói tiền bạc thì anh cũng ham muốn. Như vậy làm sao giàu được, anh cũng ham muốn mà. Mà cái chân của anh tôi thấy từ nhỏ đến lớn tôi thấy cũng không cực mà cũng không sướng. Người anh cũng cực lắm thì cũng không cực lắm, nhưng mà anh cũng không sướng. Mà anh cứ đi đâu mà cứ đi lăng xăng, cứ đi hoài vậy chứ không có nhàn rỗi. Tuổi là tuổi đi mà thưa sư. Thành thử bây giờ anh chọn một cái nghề này với cái việc làm này là cứ đúng theo cái ý của anh đó. Mà anh tôi thấy anh làm nhiều việc lắm. Như vậy thời gian để anh đi làm việc nữa. Dạ, ai đi được Phật. Hôm nay đủ duyên cũng nhờ được sư chỉ dạy đó, ý kiến con xin ghi nhận những ý kiến của sư, mà con sẽ sớm